Ở mùa giải LP Bank V-League 2024-2025, Thép Xanh Nam Định có khởi đầu không thực sự tốt. Nguyên nhân một phần là bởi sự kém duyên của các chân sút trên hàng tấn công. Trước khi vòng 4 diễn ra, đoàn quân do huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dẫn dắt mới chỉ có được duy nhất một bàn thắng tại V-League nhờ công của Henrio, trong khi vua phá lưới Nguyễn Xuân Son vẫn im hơi bạt tiếng. Tuy nhiên, quãng nghỉ dịp FIFA Day tháng 10 đã giúp ích rất nhiều cho huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi ông đã tìm ra cách để giúp cầu thủ mới nhập tịch sinh năm 1997 Nguyễn Xuân Son có thể giải cơn khát bàn thắng. Trận đấu ngày hôm nay thì đội chúng tôi đã thắng rất đậm. Đây là điều rất là vui mừng với toàn đội. Khi mà những trận trước thì đội chúng tôi ghi được rất là ít bàn thắng. Rất vui khi mà đội lại giành chiến thắng ở trên sân Thiên Trường. Thực sự những trận đấu trước khi mà Son không ghi được bàn thắng thì tôi đã thấy cái vấn đề của Son, nó là cái nóng vội. Bạn ấy có vẻ rất là cấn trong những cái tình huống mà tìm cuối cùng để mà dứt điểm ghi bàn, nhưng mà bạn ấy nóng vội, thành ra là để những cái cơ hội nó trôi qua một cách rất là đáng tiếc. Cũng may là chúng tôi sau cái thời gian nghỉ FIFA Day thì chúng tôi là có sự chuẩn bị lại rất là kỹ các bài phối hợp tấn công và tập luyện những cái pha dứt điểm của cho Son và Hen. Thì ở trận đấu chiều nay các bạn đã làm rất là tốt cái vấn đề. Tôi nghĩ là cái gì cũng có sự lựa chọn. Chúng tôi chọn cặp trung vệ nội thì tất nhiên là trên hàng công của chúng tôi sẽ có được những cầu thủ chất lượng về mặt tấn công. Đấy là cái sự lựa chọn trong từng trận đấu của chúng tôi. Và rõ ràng ở trận đấu chiều nay thì rất là hiệu quả trong cái việc mà tôi lựa chọn cái đội hình ra sân. Có các trung vệ ngoại thì tất nhiên là hàng phòng ngự sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà bù lại là chúng tôi lại có thêm một vị trí ở trên hàng tấn công cũng để giải quyết vấn đề ghi bàn. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.